Bạo lực giữa các đôi đang yêu trước kết hôn là một mảng tối trong tình yêu. Điều đáng lo ngại là tình trạng này đang có xu hướng ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Bạo lực ở các đôi đang yêu chưa được xã hội, pháp luật quan tâm sát sao như bạo lực gia đình, thế nhưng lại có những hậu quả khó lường. Nếu tận mắt chứng kiến một cặp đôi có hành vi bạo lực trong tình yêu, bạn sẽ làm gì? Cùng theo dõi những ứng xử mà chúng tôi đã ghi nhận được trong một tình huống giả định diễn ra trên con phố đi bộ vào cuối tuần. Diễn viên của chúng tôi đã bắt đầu di chuyển trên phố và cố gắng tạo ra một cuộc xích mích, cãi cọ cộng với những hành động bạo hành. Bạn nào? Hỏi mày chơi thằng nào? Anh bị làm sao ấy nhở? Ở đây đông người nhở? Ôi em ơi, bạn gái đang nói chuyện tình này là mầm đây. Ôi chú không biết, con này 3 giờ đêm đi chơi chưa về. Sự to tiếng của đôi nam nữ không khó để thu hút những ánh mắt nhìn tò mò và hiếu kỳ của những người xung quanh. Sai mà xin lỗi rồi, tôi về bảo em bao nhau thôi, cháu rút kinh nghiệm sao không chơi nữa. Sao? Thậm chí có cả những hành động quay clip. Trước hành động thô bạo của nam thanh niên đã có sự phản đối, thế nhưng dường như chưa ai dám đứng lên can thiệp vào câu chuyện của đôi trẻ này. Hành động ấy không chấp nhận được, cái thế giới chơi công cộng mà sự thể hiện thế, mà đàn ông thế thì không được. Mình thấy bạn trai như thế thì quá đáng quá. Bạn nữ bị xúc phạm, mình cứ yêu thôi mà đánh thì cưới về thì không biết thế nào. Qua ở đâu cô đi với thằng nào? Cô gái tiếp tục bị bạo hành và khóc lóc. Những người phụ nữ gần đó đã xuất hiện với thái độ rất căng thẳng. Cái chuyện này tất nhiên là họ muốn giúp đỡ cô gái. Bọn cô không góp ý, nhưng mà bây giờ là thanh niên đầy mới, không được phép như này nếu mà là vợ cháu nhá. Cô cho cháu thoải mái, nhưng đây là mới là yêu, cháu không được phép, nhớ chưa? Thôi cô ơi, cô đi ra, cô làm sao cô biết được chuyện của nhà cháu? Đám đông nhanh chóng được tụ tập để bảo vệ cô gái. Thậm chí họ sẵn sàng can ngăn và đoàn kết chống lại chàng trai vũ phu. Cô biết cái gì? Không biết chứ không phép. Không biết cái gì? Không biết đấy. Ở đây luôn nè. Tốt nhất là cháu không lấy ông đây là như này. Yêu nhau mà như thế thì không thể chịu nổi. Bỏ luôn. Quan điểm của chị bạo lực trong tình yêu là không được. Yêu nhau là phải biết chiều nhau. Bạn nam bạn nữ túng tóc bạn nữ rồi bạn ẩn bạn đánh. Cô thấy bất tình quá. Mới là yêu nhau mà đã đánh nhau như này thì bỏ. Không yêu nữa, không yêu những loại người phụ phu như này nữa. Không được phép. Bọn cháu là phải coi như là phải tiên tiến hơn, phải hiểu biết hơn là không được phép đánh bạn nữ như thế. Không thể đứng nhìn, những thanh niên gần đó đã có những động thái tích cực bảo vệ và can ngăn. Đứng dậy đi về. Mày ăn vạ tao ở đây à? Hả? Đi mau. Mày ở đây luôn đi. Đừng về nữa. Mày nhớ không? Chia tay. Mày cảm thấy như thế nào khi mà thấy đàn ông phải đánh phụ nữ? Chưa giờ mình làm việc đấy. Dù đúng hay sai thì mình chỉ bên bạn gái. Vì bạn yếu phần là phải yếu. Hành động không được thì tốt nhất là giải quyết với nhau. Mình có làm gì đâu mà lại đánh người ta, con người ta sinh ra đâu phải để cho mình đánh. Tình yêu của nó rất là đẹp cho nên là mình không nên kiểu là hành động những cái thứ kiểu là vũ phu như thế. Sao đông người phải thế nhở? Còn những thanh niên này thì có vẻ không muốn can thiệp vào chuyện riêng của cặp nam nữ đang xô xát. Em đi ra em biết cái gì chuyện nhau anh. Hai nữ sinh này đã không ngần ngại giúp đỡ cô gái yếu thế. Và nhờ sự dũng cảm này đã thu hút thêm được những sự giúp đỡ khác cần thiết hơn. Mình là con người Việt Nam, mình không nên để các người du khách ở đây người ta họ nhìn thấy một cái lối sống như này rất là quá là thô bạo và gọi là cũng là bạo lực gia đình phụ nữ. Cái đấy là không hay, nó xấu về văn minh của Việt Nam như mình. Thế bạn nam như vậy mà đi đánh con gái là không được. Dù có chuyện gì đi nữa thì cũng không nên động tay động chân với bạn nữ thế thôi. Không quen biết người ta nhưng mà mình vẫn vào mình can ngăn, mình không để cho những cái bạo lực nó xảy ra ở ngoài những cái nơi biết bao nhiêu ánh mắt con người nhìn vào. Yêu nhau hay là vợ ấy, mà như thế ấy, thì nói thật nếu tôi là người phụ nữ mà tôi là vợ hay là người yêu như thế tôi cũng chống lại, bởi vì muốn gì muốn như thế nào thì coi như sẽ về nhà bảo nhau chứ không có cái thái độ mà hành hung người phụ nữ ở ngoài đường như thế. Bạo lực trong tình yêu, bạo lực trong hôn nhân đều cần phải lên tiếng mạnh mẽ và can thiệp đúng lúc. Hãy lên tiếng về những hành vi bạo lực thiếu văn minh và nhân quyền này dù bạn ủng hộ giới nào.
Hãy trang bị cho mình các kỹ năng biết phản kháng ngay khi bạo hành mới manh nha, hãy biết dừng mối quan hệ lại đúng lúc, kêu gọi sự trợ giúp khi cần thiết, là những điều giúp các bạn trẻ góp phần ngăn chặn nạn bạo hành trong bất cứ mối quan hệ nào. Hàng loạt vụ đánh ghen diễn ra trong thời gian qua đã khiến dư luận phải bàng hoàng. Hành động này không chỉ khiến người bị đánh ghen cảm thấy xấu hổ, xúc phạm nhân phẩm mà còn gây hiệu ứng xấu trong dư luận. Hành vi đánh ghen hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự dù nạn nhân có bị đánh gây thương tích hay không. Vậy, nếu bất ngờ bạn bị hiểu lầm và đánh ghen trên phố, bạn sẽ ứng xử như thế nào để thoát khỏi những tình huống trớ trêu đó? Cùng theo dõi những phản ứng mà chúng tôi đã ghi lại được. Nam diễn viên của chúng tôi đã chủ động tiếp cận những cô gái trẻ trên phố một cách thân mật. Các bạn ơi, xong mình nhờ chụp hộ mình kiểu ảnh được không? Đối diện đầu tiên là hai cô gái công sở. Anh đứng hay ngồi? Đứng. Liệu khi người vợ của nam thanh niên bất ngờ đến ghen, hai cô gái này sẽ làm gì đây? Hai, đây làm gì đấy? Cái gì đây em ơi? Chị gái đây. Sao đấy ạ? Anh Em ơi, chị và bạn ấy đi cùng nhau. Không liên quan gì đến bạn này cả. Không có liên quan gì đâu. Tớ nói thật với cậu, tớ thề luôn. Bạn đi cùng người thôi. Đây, chị này sẽ là người chứng kiến. Nói chuyện với nhau từ lâu lắm rồi. Hôm nay em đi đem dình định vị em mới biết. Em và chị này chụp ảnh từ trước. Không có vấn đề gì luôn. Có gì đâu á. Dạ vâng, em xin lỗi cả nhà nhé. Bình tĩnh, giải thích và tìm nhân chứng, sau đó nhanh chóng rời đi khỏi những rắc rối này là cách xử lý thông minh của hai cô gái. Em đang rất là sốc và choáng, chưa bao giờ em bị cái tình huống như này luôn ấy. Mình thì mình chỉ nghĩ là mình không có vấn đề gì cả, cho nên mình không sợ thôi. Cho dù bạn ấy có vấn đề gì đấy thì đấy là chuyện của bạn ấy, với bạn kia hiểu lầm, mình không có vấn đề gì thì mình thấy bình thường. Không sao cả. Thế chị, khi mà vô tình bị hiểu lầm và bị đánh ghen ở trên phố như thế thì người phụ nữ phải làm thế nào để xử lý thông minh nhất? Bình tĩnh. Lúc ấy mình nghĩ là mình định tát cho bạn ấy một phát đấy, nhưng mà nghĩ là thôi, nếu mà mình như thế thì tự dưng mình rước họa vào thân mình, nên mình cứ bình tĩnh kệ thôi. Còn nếu mà mình là người phụ nữ mà mình là vợ, mình biết chồng mình như thế và mình phản ứng như thế là mình sai, tức là người phụ nữ là người thiệt thòi. Với tình huống rơi vào hiểu lầm và bất ngờ bị đánh ghen trên phố, hãy bình tĩnh, tìm sự trợ giúp, nhanh chóng thoát khỏi rắc rối để bảo vệ sự an toàn của bản thân, tránh đôi co và giải thích nhiều với đối tượng đang bị kích động. Cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình những ứng xử của người dân khi chứng kiến một vụ đánh ghen trên phố sẽ như thế nào. Diễn viên của chúng tôi đã bắt đầu tiếp cận. Nhóm đối tượng đầu tiên là những người già đang nghỉ chân trên ghế đá. Người vợ trẻ đã bất ngờ lao đến và đánh ghen với cô người tình. Con này đi ra đây. Con này, tránh nó, bỏ ra. Không. Con kệ tao, ngày hôm nay tao không dám tao ra, tao không làm người. Bỏ ra. Không, anh lỗi. Không khó để gây chú ý với những người dân xung quanh. Xin lỗi. Con kia, mày đi ra đây. Nhanh lên. Chị tưởng chị là gì ở đây mà chị lên mặt? Có thể như mọi người đều ngại bị chạm chị không phải chạy mặt người khác. Anh thấy chưa, anh quên cô ta, bây giờ cô ta lập mặt anh. Em làm thế này thì có nhục không? Không ở được với nhau, chia tay. Thành phố văn minh. Tôi chưa đánh ghen cái là cái không nên. Ok, mình cảm ơn nhé. Tiếp tục tình huống trên, lần này đối tượng là một nhóm thanh niên đang vui vẻ giúp đỡ đôi tình nhân chụp ảnh. Mày! Gì đấy? Mày hủy lịch với tao để mày đi hẹn hò. Thế nhưng khi người vợ lao đến, thái độ đã có sự thay đổi rõ rệt. Khoan cái gì, mày đi ra đây. Đây, anh nhìn thấy chúng nó ôm ấp nhau đúng không anh? Đây, chúng mày chụp ảnh với nhau ôm ấp nhau đây này. Tao điên lắm. Rất nhiều những ánh mắt đang quay lại. Thôi em ơi. Đúng anh. Mày bỏ ra, để ý tao cho mày xem. Nhóm sinh viên vẫn hiếu kỳ đứng ngoài cuộc. Mày đứng lại. Và không ngoài dự đoán, vẫn có những chiếc điện thoại rơi lên. Em ơi. Mày ác tiền của chồng tao không được lâu. Có vẻ như các thanh niên không còn đứng ngoài cuộc. Em có biết đấy là anh không? Còn người phụ nữ áo tím này thì có vẻ như muốn can thiệp. Sao mẹ anh yêu bắt nhau thế này hả? Thế như không tốt thì thôi, mình chào bác em ngược. Nhưng mà bao nhiêu ngày là sao đi cháu không? Thằng này có đúng thế không hả? Lấy hết tiền của cháu đi cho con này. Mình
thì cô thấy nó bức xúc thì là cô đứng ra cô can thiệp. Cô nghĩ là con gái mình trẻ, mình đời còn già, mình như thế không quan trọng, thì buổi lễ cưới mình phải phiên phiến đến mọi cái thôi, cứ phải bình tĩnh thôi, giải quyết thôi. Người ta tốt thì mình sẽ lại ở với ta, nếu người ta không tốt thì thôi. Phải sáng suốt, tỉnh táo, bình tĩnh, không vì một thằng đàn ông mà mình đánh cái người phụ nữ cũng là như mình. Rơi vào cái trường hợp như người đàn ông vừa rồi thì em sẽ xử lý như thế nào? Không để cho mọi người ồn ào ở đây mà mời ra một chỗ nào vắng người, hoặc là vào quán cà phê hoặc là để giải thích, hoặc là mình có chuyện gì thì mình sẽ nói rõ ra cho cả hai người xem. Vẫn với tình huống tương tự, lần này vụ đánh ghen xảy ra ngay trên phố khi rất nhiều người qua lại trên đường. Mày hủy vụ kèn với tao để mày đi ra đây mày hẹn hò với con này nào. Bình tĩnh em ơi, bình tĩnh em ơi. Thế nhưng không mấy ai muốn mày can thiệp. Mày tưởng tao sợ mày á? Thôi bình tĩnh em ơi. Mày tưởng tao sợ mày á? Người đàn ông tao quan sát gặp mày từ lâu lắm rồi đấy. Tôi còn con này nó đi cướp chồng cháu rồi, nó đánh cháu đấy. Tao không có tiền chồng mày. Con phố bỗng trở nên hiếu kỳ hơn vì rất nhiều xe dừng lại quan sát. Thực ra không giải quyết được vấn đề gì đâu. Thôi về. Bất ngờ một người đàn ông đã dừng xe và quyết định can thiệp. Này báo công an đi nhá. Gây rối trật tự công cộng ấy. Nhớ. Chả biết nào, tôi đi về đi. Ra chỗ khác mà ấy. Cái thằng chồng của em, anh nhìn mặt nó còn cơ cương lên như thế kia kìa, nó còn tiền nữa là có tiền. Con hành động can thiệp kiên quyết quá hiểm hời. Thôi anh chị này cho ra chỗ khác đi. Cả ra gì không? Thôi bây giờ ra có ra. Mình cứ thấy hai bạn nữ cứ xông vào nhau mà bây giờ giữa đường giữa phố mà. Cái quan trọng đến nhất là đây là trung tâm, chỗ này chỗ văn hóa. Có thể đến trường hợp có thể mình tổ chức một buổi gặp mặt ba người, mình nói thẳng với nhau về quan điểm của vấn đề đấy. Có thể ta đưa ra tòa án ta giải quyết. Khi chồng ngoại tình, phụ nữ luôn nghĩ sẽ trừng trị kẻ thứ ba. Thế nhưng đó không phải là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Bởi hành hung, lăng mạ người khác là hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm. Tùy vào mức độ nghiêm trọng, bạn có thể bị xử lý hành chính và xử lý hình sự. Hãy tỉnh táo kiểm soát hành vi của mình. Còn nếu bạn rơi vào tình huống bất ngờ bị đánh ghen, hãy trang bị cho mình những kỹ năng xử lý tình huống một cách khôn ngoan. Trước hết, hãy biết bảo vệ bản thân mình để tránh khỏi những hậu quả đáng tiếc.